Ok, chào anh em. Hôm nay bên công ty anh em muốn đổ hoàn toàn cho Honda City này. Con quay đây này. Đầu tiên là sẽ lắp vào cảm biến 4 mắt này. Đấy, anh em lùi con này sẽ không có cảm biến thì lắp cảm biến này. Đấy. Và một trang bị một mắt camera 360 này. Và chỗ này nó sẽ có hai cái cảm biến bù nữa. Camera 360 rất là nhỏ gọn ở dưới này, Honda City đời mới nhất này. Đấy, anh em test cho anh em xem này. Đấy, test anh em xem nha. Đấy, mình đổ máy đây này. Đấy, em đi vào đi. Đấy, nếu mà anh em mình đi vào nhá, mà sẽ có người thôi thì con này nó sẽ là nháy vàng. Đấy, em đi vào đi. Đấy, khi mà anh em xi nhan này, đấy, xi nhan là có người vượt qua này, đi vào đi em ơi, đấy, đấy nó sẽ kêu tít tít này, đấy, bên kia em ơi, đấy, đây này này, cũng thế nha, đấy, anh em mình nếu mà không đi vào thì nó sẽ là chỉ là bao vàng thôi, khi anh em xi nhan này, đấy, khi anh em vào lùi này, đấy, cảm biến nó sẽ kêu rồi, đấy, anh em nhìn nó kêu tít 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 này, đấy. Và con này nó cũng nháy luôn này. Ok, mà cực kỳ xịn sò luôn. Đấy, kêu tít này. Ok nhá. Đấy. À, trên con K360 này. K360 cho anh em xem này. À, đây là màn hình này. À, bật chú điện này cho anh em xem nhé. À, màn hình nó dưỡng nó zin hết 100%. Rồi. Dưỡng zin hết 100% luôn. Đấy. Và đây là sẽ là giao diện của màn này. Khi anh em mình xi nhan bên nào lên bên đấy này, anh em mình đánh lái này, nó cực kỳ nét luôn. Xi nhan bên phải này, gọi là bánh này, anh em nhìn rõ các chân tóc luôn này. Ok, và có các góc đánh lái theo vô lăng luôn. Mình có thể ra lệnh giọng nói trên vô lăng này, tất cả chức năng giữ là zin hết 100% này, tăng giảm âm lượng này, đủ rủ zin hết. Đó, anh em mình bấm ra lệnh giọng nói này. Mở video nhạc trẻ đến mấy trên YouTube. Đấy, chúng ta chỉ cần mở bài gì trên YouTube thì nó sẽ mở cho mình. Đấy, là nó sẽ tự động mở cho anh em xem. Ok, YouTube Van. Đấy. Đấy, hoặc là K360 khi anh em về lùi này. Đấy, cảm biến kêu này. Đấy, cảm biến mà anh em lắp 4 con mắt đằng sau này sẽ kêu tít 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 này. Đấy, và đây, cam này. Anh nhìn thấy cản luôn, anh em nhìn thấy chưa, cực kỳ sắc nét luôn. Này, đánh lái này, có góc đánh lái theo vô lăng nhá, để khi mà mình đánh lái hai cái bánh của chúng ta là cực kỳ sắc nét. Đấy, cực kỳ chuẩn xác và an toàn luôn. Đấy, VP này. Đấy, chúng ta có thể ra lệnh giọng nói bất kỳ một cái gì, hoặc là có thể ra lệnh giọng nói là mở K360. Bây giờ chỉ cần bấm vào đây thôi, bấm vào nút ra lệnh giọng nói gì thôi, anh em mình bấm một phát này, mở K360. Đọc rất là nhạy, rất là tinh tế và nhẹ nhàng này. Đấy, cam trước này, anh em nhìn thấy chưa, bắt là hai quả biển này, căn này, nhìn phía trước này cực kỳ nét luôn. Đấy, người bên trên này, anh em mình chạm các góc, có thể xem các góc trên xe. Đấy, hai bên ghép đôi này. Đấy, đằng sau hai bánh sau này, đằng trước đằng sau này. Đấy, hình mô phỏng 3D này, là Honda City 2023 này, gọi là cực kỳ nét luôn. Đấy, hoặc là anh em mình có thể xem lại hình ghi hành trình 4 hướng. Đấy, con này nó sẽ có quay hành trình 4 hướng này. Anh em mình bấm vào đây này. Đấy, nó sẽ ghi lại hành trình 4 hướng cho anh em. Đây. Đấy, gọi là cực kỳ sắc nét. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Ok chưa? Đấy, chúng ta vẫn đấy, thích nghe nhạc hoặc là thích xem đều tùy, nhưng mà đây anh em mình đến nét chữ cam nó sẽ quay chia đôi như này nhá. Đấy, có ngày thời gian ngày giờ bao nhiêu ở trên này. Đấy, nhìn rõ ràng luôn. Và con này thì tất cả các chức năng là giữ zin hết, và anh chủ sẽ có lắp thêm là một bộ cảm biến absolute này. Đây, và nút chờ này, anh em nhìn này, mở cửa ra rồi sáng này. Đấy, có nút chờ con này. Nếu như mình không thích bộ năng lượng mặt trời hoặc là tích hợp vào màn Android
thì anh em mình có thể lúc lắp có thể đấy, hoặc là kết nối vào đây thì đây đấy thì đây đấy, ok chưa à. Một con mắt ở đây đấy là đủ 4 cân lốp, mà đây là nút chờ này, 2 cân 3, 2 cân 4, 2 cân 5 để đi cực kỳ an toàn luôn. Khi nào mà lốp chúng ta chuyển xuống cái nó sẽ tự báo cho mình là lắp zin 100%. Và trên này nó sẽ có là ví dụ như là anh em mình có thể là đọc bản đồ Việt Map bản quyền, muốn cảnh báo tốc độ, hoặc là camera phạt nguội, màn ultra 2K này, độ phân giải là 2K full HD luôn. Đấy, tốc độ giới hạn 50 km/h. Đấy, tất cả là giữ zin hết. Và bản đồ này nó sẽ có là cảnh báo tốc độ, camera phạt nguội cho anh em. Đấy, anh em mình bấm thoát ra ngoài này. Đấy. Đấy, anh em mình bút đây lên sẽ lên này. Bút đây là sẽ xuống này. Ok. Và trên này nó sẽ có ví dụ như em là YouTube van này. Đó, anh em mình có thể bật nhạc này. Đó. Màn hình là ultra 2K là cực kỳ sắc nét luôn này. Anh em mình tăng âm lượng này. Đó, vuốt xuống này. Đấy. Công nghệ là ngập tràn luôn, anh em vuốt bằng ngón tay này. Thoát ra ngoài nó vẫn nghe nhạc như bình thường nha. Trên này nó sẽ có ví dụ như nó là bản đồ Navi theo này. Bản đồ này là có muốn được cảnh báo tốc độ thôi, nhưng mà cực kỳ đẹp này, anh em nhìn mô hình này đủ các nhìn đến ngôi nhà luôn. Đấy. Và anh em mình bấm vào OLED Pro này. Trong này nó sẽ có rất nhiều các ứng dụng như ra lệnh giọng nói, xem TV hoặc là CarPlay khung dây. Đấy. Ra lệnh giọng nói anh em mình bấm trên này rồi, bấm mà dẫn đường đi Hồ Tây bằng Việt Map. Đấy, chúng ta chỉ cần đọc ra lệnh giọng nói trên vô lăng là anh em mình đọc dẫn đường đến đâu bằng ứng dụng gì Việt Map, Navitel hoặc là bằng Google Map nó sẽ tự tìm đường cho anh em. Anh em muốn cảnh báo tốc độ camera phạt nguội là anh em mình sử dụng bản đồ Việt Map nhé, hoặc là đọc là Navitel này. Rồi. Mở video nhạc kẻ cho mic trên YouTube. Đọc chỉ cần mở bài YouTube là ok. Đó, hoặc là dẫn đường bằng Việt Map này, hoặc là Navitel này. Dẫn đường đi Hồ Tây bằng Navitel. Đấy. Tự chỉ đường luôn. Anh em mình có thể chia đôi màn hình nha. Anh em mình bấm xuống đây này. Đấy, bấm đây này. Đấy. Bấm chia đôi một cái ở đây. Dẫn đường lên Hồ Tây bằng Google Map. Đấy, chúng ta đọc một phát dẫn đường đến nơi, trong đầu phóng to con này lên thì thành chia đuôi màn hình luôn. Đấy. Nút này nha, mình bấm nút này chia đuôi ra này. Đấy. Bấm bắt đầu này. Ủa, dẫn đường đấy, nha mình vừa dẫn đường vừa nghe nhạc luôn như bình thường. Cực kỳ sắc nét luôn. Sau đó rẽ trái vào ngõ 87 Thiên Hiền. Ok. Mà ultra 2K độ phân giải 2K luôn anh em nhìn này. Cực kỳ sắc nét, nó dựng zin đẹp 100% cho Honda City 2013. Ok. Anh em mình muốn về một video này. Đấy. Thoát ra là đèn màn hình chính nó. Màn hình là cực mượt hơn, có CarPlay không dây là đủ hết. Tất cả 100% nha anh em mình kết nối Bluetooth, radio đủ tất cả các kênh. Đấy. Ra lệnh giọng nói vô lăng đủ luôn, full luôn. Anh dài và lái mới này, anh em nhìn chữ này, lái mới này, mà cần những trang bị phụ kiện như là đấy. Đấy, có người đấy, nó sẽ cảnh báo đấy. Đấy. Anh em nhìn chưa, nó sẽ báo đỏ. Đấy. Cực kỳ an toàn khi anh em mình đi xi nhan mà có điểm mù đằng sau mà không biết, đấy mà nó sẽ cảnh báo luôn. Đấy. Bên nào lên mình đấy, hoặc là cam 360 mình tắp lề mà không biết này. Đây. Gọi là cam sẽ hiện lên, anh em mình đi trên tốc độ 30 km sẽ tự tắt, vào dưới 2 km thì nó sẽ tự bật cam 360 lên cho anh em. Cam là cực kỳ nhát rồi. À, mình giới thiệu nốt nhé, mắt cam anh em là ví dụ như mắt cam ở bên này tóc là cực kỳ chậm hơn. Đây. Nhỏ gọn như này. Mắt cam trước này, mắt cam bên trái này, mắt
sau này nó sẽ có những cái là mắt cong lùi zin 100% ở bốn cái cảm biến phía sau cho anh em. Ok, chào anh em. Đấy.